Né giùm cái đại ca ơi. Anh xuống đây hả? Để tôi phụ cho anh tay ha. Dạ anh để vô kia đi. Dạ. Rồi cảm ơn. Dạ. Ủa? Đây con anh hả? Dạ. Anh để nó nằm sát vô đi, tụi tôi xuống hàng mất công trúng vé đó. Dạ. Để nằm sát vô nha. Dạ. Kéo lẹ lên nha. Đâu? Trời ơi, em đang gấp mà tụi bay còn lề mề nữa. Đang thiếu người. Nè ông, rảnh không? Ra đây phụ bên tôi một cái coi. Qua đây. Hai dễ nằm xích vô đây con. Để cho mau qua phụ người ta để không người ta rầy nha con. Nha, nằm đây không có đi đâu nha con. Alo. Hồng đó hả con? Bữa nay có mẹ bé Ti qua chơi, dì Năm mượn điện thoại gọi cho con nè. Nè, nghe dì Năm dặn nè. Dì Năm nhận được thuốc của con rồi, nhưng mà từ rày trở đi á, đừng có gửi cho dì nữa. Dì hết bệnh rồi, đâu có bệnh gì đâu. Thôi đi, dì đừng có nói dối con. Bệnh của dì đâu phải ngày 1, ngày 2 hết liền được đâu. Hơn nữa bây giờ đâu có anh Mô ở đó để chăm sóc cho dì nữa. Ủa, Hồng nè, sao con biết thằng Mô nó không có còn ở làng Mô nữa? À, thì tại ảnh có đi tìm con gặp được ảnh rồi. Thiệt vậy hả con? Vậy thì mừng quá rồi. Trời ơi, mấy bữa nay không có tin tức gì của nó hết, dì lo quá à. Nè, con nói với nó cho nó mừng nha, là cái thằng Khoảng á, chỉ bị thương à, chưa có chết. Dì nói là ông Khoảng chưa chết hả? Đúng rồi. Thế vậy là anh Mô được về rồi. Không. Nói thằng Mô không được về nghe. Nó mà về đây là thằng Khoảng nó sẽ trả thù đó. Nói cha con nó tạm thời là cứ ở trên đó đi. Rồi con thì là con lo lắng cho cha con nó, giùm nó cha con nó. Con biết rồi. Để con nói với ảnh. Dì nhớ giữ sức khỏe nha. Cảm ơn anh. Ô, anh Tư kiếm đâu ra bốc vác 6 muối mà ngon lành quá vậy? Kiểu này chắc tới sáng quá. Người ta vậy mà còn siêng năng. Đỡ cái bản mặt của mày. Sức dài vai rộng mà làm biến như quỷ vậy đó. Đi làm giùm tao cái đi. Em đi nè. Hả con? Ngủ chút nữa đi con. Nhưng mà cha ơi, con hết buồn ngủ rồi, hay là để con phụ cha? Hay dễ giỏi, để phụ cha. Để con phụ cha cho. Đi với cha. Cô hát cho cha Mu nghe ha. Thương má thật nhiều, thương nhất trên đời. Vì con má phải vất vả sớm hôm, má ơi. Đêm nằm mà nghe tiếng, đêm nằm mà nghe. Cha Mu mệt hả? Không gặp, cha không có mệt nữa. Đi. Ủa, má đâu không đưa về ngủ? Trời ơi, con nít con nôi khuya khoắt vậy ra đây làm chi? Dạ, nghèo quá vợ bỏ chứ gì. Tôi tên Tư Lì. Rồi, tôi tên Mu Gù. Ngày mai á, không kiếm được mối nào bốc giác á, kiếm tôi. Có gì tôi chia bớt cho làm. Dạ. Thôi phụ tôi hết chuyến này, đưa con nhỏ về ngủ. Khuya lơ khuya lắc rồi. Dạ. Đi coi. Về chuyện cô Hồng á, xong rồi tự nhiên cô Hồng tức hiện luôn. Vậy là hai cô cháu mình tâm linh tương thông rồi. Tại vì cô Hồng cũng đang nghĩ tới con. Cô Hồng đi tìm con nè. Đi về nhà cô nha. Nha, hai cha con đi về nhà nghe. Cô Hồng, sao tôi về được? Tôi... Cô Hồng nói chuyện với cha Mu một chút nghe. Dạ. Cái chuyện ở dưới quê á, dạ, ông Khoảng ông chưa có chết. Ông chỉ bị thương thôi hà. Cho nên là anh không có làm liên lụy gì tới tôi hết. Anh có... Anh Khoảng chưa chết. Vậy là tôi đâu có phạm tội gì. Đúng rồi. Vậy là hai cha con mình sắp được về quê rồi con ơi. Yeah, mình được về quê rồi cháu ơi. Ủa? Chưa được đâu. Tại tôi sợ ông Khoảng ông trả thù anh. Ông nói với người ta là anh làm ông bị thương là anh không có đủ tiền anh trả viện phí đâu. Ủa đại ca, hai đứa con đây đâu rồi? Thằng Chả đi về rồi đại ca. Cái thằng chưa lấy tiền công bỏ về rồi. Chắc là thằng Chả nghĩ là đại ca không có trả tiền. Em thấy thương hoàn cảnh của hai cha con nhà đó ghê á. Mình để tôi làm cho. Tôi có nhờ mấy cô trong cơ quan á mua giùm mấy cái mùng thả với lại mấy cái máy đuổi muỗi. Công nhận bây giờ hiện đại ghê á, mua gì cũng có. Con thấy ba mẹ chuẩn bị chu đáo cho con chưa? Con ngoan mà chào đời nghe không? Ba mẹ sắm hết cho con rồi đó. Sợ bà thiệt chứ. Con nó chưa chào đời mà bà nói chuyện được cũng hay ghê. Thì mình phải nói cho nó biết công lao của vợ chồng mình chứ. Đâu có phải á, cha mẹ nào cũng thương con, cũng có điều kiện để lo cho con như vậy đâu. Em còn chén thuốc chưa uống nữa. Chưa sanh mà quên trước quên sau rồi. Thôi để em ra em uống cái nha.